Năm 2020, tại thế giới loài người, người ta vét sạch các kệ hàng để đối phó với đại dịch coronavirus. Facebook thì vẫn đầy ắp các món ngon được post lên, thu hút cả tỷ tỷ lượt likes mỗi ngày. Trong khi đó thì ở thế giới bên kia, ý lộn, thế giới đồ chơi, có vẻ như không có sóng gió gì nhiều. Đây là menu các món ăn chơi cho một ngày ở thế giới đồ chơi. Hãy cùng mình khám phá những món ẩm thực tí hon này nhé. Chào mừng mấy bồ trở lại với Tom Toy, thế giới đồ chơi, kênh chuyên chỉ đồ chơi, xàm xí đú. Đây là một trong những món đồ chơi có kích cỡ nhỏ nhất trong bộ sưu tập đồ chơi của mình. Tất cả những món ăn chúng ta thấy ở đây là đất sét được nhào nặn thành những hình ảnh món ăn bắt mắt, chi tiết và bóng bẩy, cũng như có những cái chất liệu mô phỏng thức ăn thật, rất là sống động. Nào hãy bắt đầu với các món ăn sáng mà chúng ta hay gọi là điểm tâm. Chúng ta có hai lựa chọn để ăn sáng, thứ nhất là bánh pancake ấp la và thứ nhì là bánh sừng trâu với lại trứng cuộn bacon. Ở món pancake ấp la thì có hai phần trứng chiên ấp la, màu sắc và kiểu cách của lòng đỏ trứng được tái hiện rất chân thật. Lớp mật ong phủ trên bánh pancake thì thật sống sánh. Hai lát bacon thì trông thật mỡ màng, còn hai khúc xúc xích thì căng tròn, rất kích thích. Lựa chọn thứ hai cũng bắt mắt không kém là bánh sừng trâu và trứng cuộn bacon. Mọi thứ cũng bóng mượt, sống động và hấp dẫn không kém gì sự lựa chọn kia. Cảm giác như là chiếc bánh sừng trâu nóng hổi vừa mới ra lò. Phần ăn được tô điểm bằng một trái dâu đỏ mọng, vài lát cam và vài lát kiwi. Phần phụ là những chiếc dĩa cũng được tạo hình khá công phu, mang lại cảm giác thật khi sờ vào, và âm thanh tạo ra cũng sát với thực tế. Không gì thú vị bằng kết thúc bữa ăn sáng với những ly cà phê Starbucks thơm ngon, vị dâu cho nữ và trà xanh cho nam. Sự mô phỏng ở từng mức vi mô thật đáng kinh ngạc. Thương hiệu được in trên ly, lớp kem trên bề mặt và chiếc ống hút nhỏ xíu xiu. Tất cả làm nên hình ảnh không lẫn vào đâu được của thương hiệu Starbucks. Một bữa ăn sáng đầy sắc màu và dưỡng chất sẽ rất phù hợp cho đôi tình nhân trai tài gái sắc trong một buổi sáng đẹp trời. Hay những ly cà phê Starbucks ngọt ngào sẽ phù hợp trong bối cảnh cà phê vườn lãng mạn. Và sẽ còn lãng mạn hơn nữa với phong nền mì tôm gói giấy đặc trưng, gợi nhớ những nỗi niềm hoài cổ. Sau buổi sáng chất lượng sẽ là một buổi trưa nhẹ nhàng để bao tử nghỉ ngơi. Món salad trộn healthy thì sẽ là sự lựa chọn của một người hiểu biết và đầy từng trải như là Morpheus. Ở món salad thì chúng ta bắt gặp những lát trứng luộc sắc mỏng, những trái cà chua bi căng mọng, bắp cải tím và cà rốt thái nhuyễn, một phần gì đó giống như là tàu hũ hay là mực luộc, và một chén nước sốt đi kèm. Món ăn xế sẽ là cua hoàng đế, một món ăn sang chảnh và đắt tiền. Phần cua được trình bày cầu kỳ trên một chiếc dĩa lớn hình chữ nhật. Phần thịt và yếm bên trong chiếc mai cua được tái hiện khá chi tiết. Một phần gì đó giống như là mù tạt hoặc có thể là một cái lá xà lách, tùy vào độ tinh mắt của thực khách. Vài lát chanh, một trái cà chua,
và một củ khoai tây cuốn giấy bạc đút lò ú nủ. Cũng như một chén nước chấm trông như là mỡ hành rất bắt mắt. Mọi thứ thật kích thích khẩu vị. Có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nếu có sự góp mặt của một chén muối tiêu chanh. Mấy bộ nghĩ sao? Mình dành riêng món ăn thượng hạng này cho anh chàng Charlie. Người sinh tồn trong loạt truyền hình thực tế Lost. Bù đắp cho những tháng ngày đói khổ của ảnh trên hoang đảo. Loay hoay một chút vậy là chiều rồi. Và không gì phù hợp hơn là một buổi tiệc dã ngoại ngoài trời với những món nướng nghi ngút khói. Chào mừng mấy bồ đến với mấy món nướng xiên que. Tuyệt vời cho bao tử nhưng lại gây hại cho hầu bao. Những que thịt nướng hấp dẫn với cà chua, ớt mễ, jalapeno xen kẽ với thịt gà, thịt bò gì đó không biết nữa. Dĩa thứ hai thì cũng vậy, nhưng mà có thêm vài lát thịt nướng, nhìn giống như là cái dạng nhân của hamburger. Hai trái cà chua và hai lá xà lách nhằm chữa lửa cho những xiên thịt béo ngậy. Sống động vô cùng. Mình dành riêng những khẩu phần nóng bỏng này cho hai tên sát thủ, những gã gangster máu lạnh nhưng lại nóng tính. Giúp họ nạp năng lượng để có sức mà đi thi hành những nhiệm vụ của thế giới ngầm. Với một thực đơn giàu protein suốt cả ngày như vậy, đã đến lúc cho bộ máy tiêu hóa thư giãn với những cuốn sushi thanh tao nhưng không kém phần sửng sốt. Món sushi là một sự lựa chọn tuyệt vời cho buổi tối. Những cuốn sushi trứng vàng ươm. Những khúc nigiri cá nướng bắt mắt. Những lát sashimi cá hồi tươi rói. Làm nên một dĩa sushi đầy cuốn hút và kích thích vị giác. Khay đựng sushi cũng được chăm chút đúng mức. Bằng gỗ và được sơn đen đúng chuẩn Japan. Đêm khuya thanh vắng, không gì hợp lý hợp lệ hơn là một nồi lẩu nghi ngút khói. Mấy bộ có lẽ đã quá quen thuộc với các loại lẩu như là lẩu gà lá giang, lẩu thái, lẩu hải sản, lẩu bò, lẩu dê. Và đây, vơ đét trong bộ chương trình ẩm thực đất sét hôm nay là một bộ lẩu bàn tay. Mình sưu tầm những món đồ ăn này từ một vài người bán khác nhau trên eBay, nhưng đa phần có nguồn gốc Thái Lan. Phải nói người Thái là bậc thầy về những món đồ thủ công nho nhỏ này. Họ rất khéo tay và có một con mắt thẩm mỹ trong việc tác tạo nên các món ăn nhỏ xíu xiu này. Cùng mình dọn món lẩu bàn tay ra nhé. Cái bàn này nhỏ quá thôi, bày ra đất ngồi luôn cho nó thoải mái. Đây là một phần lẩu dành cho hai người. Lần lượt điểm danh các thành viên của món lẩu bàn tay nào. Chén, dĩa, muỗng nè, đũa nè, siêu tí hon. Nói chung cái này là đối thủ của bà Tân Vlog nha. Siêu nhỏ, siêu tí hon. Đôi đũa và chén nước mắm ớt không thể li ti hơn. Đầu tiên phải kể đến là một dĩa thịt ba rọi với những sớ thịt tươi rói được xếp gọn gàng ngay ngắn. Kế đến là phần hải sản với đầy đủ các món ăn chơi của dân mộ điệu, bao gồm có mực, tôm, sò. Cái này phải chêm chép không mấy bộ, hay màu xanh là của ốc ngón tay. Kế đến là một dĩa thịt bò đỏ âu, mình đoán đây là thịt bò Kobe. Thứ thịt thượng hạng từ loại bò được nghe nhạc và massage là đây.
Rồi đến phần hủ tiếu, rất chu đáo, có một quả trứng đập sẵn. Tất cả nằm gọn trong lòng bàn tay. Rồi đến một cái dĩa cua que, tàu hũ, cá viên chiên. Rồi thêm một dĩa thịt heo nữa. Và trọng tâm là nồi lẩu với vách ngăn hai loại nước dùng, điểm tô một lá gì đó giống như là cái lá xá xị trên mặt. Dĩa rau thì phải gọi là phì nhiêu. Chúng ta có thể thấy ở đây là có bắp non nè, nấm kim chi, nấm rơm, một vài khúc bắp, một vài quả trứng gà, rau cải và có cái gì đó giống như là kiểu như rau muống ở dưới cùng. Tất cả làm nên một nồi lẩu đậm đà, ngọt nước. Và quan trọng là nằm lọt vừa trong lòng bàn tay. Đó cũng là lý do mình gọi đây là lẩu bàn tay. Thiết nghĩ có chút bia bọt nữa thì sẽ là hoàn hảo. Gần đây thì có một bộ phim có liên quan đến ẩm thực đáng chú ý. Đó là phim The Platform. Trọng tâm của phim là một cái bệ để đồ ăn với muôn vàn món cao lương mỹ vị trên đó. Và đây giới thiệu với mấy bồ chiếc bệ đồ ăn The Platform ở thế giới đồ chơi. Nhân tiện mình cũng ké cái tấm thảm tỷ lệ 1/6 của mình với những sợi chỉ được dệt thiệt sự chứ không phải là in màu. Và có những cái hoa văn họa tiết cực kỳ chi tiết. Một chiếc thảm quyền quý như vậy thì sẽ rất phù hợp cho các nhân vật sang chảnh, giang hồ gốc. Kiểu như là bố già hay là mặt thẹo Scarface. Nào hãy cùng nhìn lại một lần nữa các món ăn ngon bổ rẻ trong chuyên mục ẩm thực đồ chơi hôm nay nha. Hy vọng mấy bồ đã có một bữa ăn thật là no mắt. Chúc mấy bồ luôn tận hưởng những món ngon vật lạ. Và hẹn gặp lại ở những món đồ chơi khác lần sau. Xin chào. À, đừng quên đăng ký kênh nha. We'll be right back.